Rồi tiếp tục bữa tối của ngày đêm ngày 26 nha anh em. Đêm nay cũng như cho tới Tết luôn. Thì cứ mỗi like em đều bán vừa là giá tri ân vừa là một tặng quà. Anh em cố gắng để kiếm một cái mũ nha anh em. Đây là cái quần Philop nhưng mà bán tri ân này, 1900 mà giờ bán xuống 700, còn mua 1 triệu trở lên sẽ được tặng một cái mũ này nhé. Sẽ có quà tặng nha anh em. Con này là quần Philop ấm có yếm này. Yếm Philop này chất vải chống cháy của thằng Trực Thăng nha. Ở bên này có cái đai đôn nữa này. Em đo to và đo nhỏ cho anh em ha. Dây kéo của nó thì lớp một lớp đồng xi đen. Đây, rất là đỉnh nha. Cái bụng của nó là 124. Và đôn lại nhỏ nhất của nó có thử được bao nhiêu anh em? Em đôn lại nhỏ nhất nha. Rồi. Để hồi kêu ba đi mua chắc. Ba không chịu. Cái này nhỏ nhất là bụng 100. Bụng nhỏ nhất là 100. Còn chiều dài của quần này là, để em coi cái size mà, size long à, trời ơi, lát long. Con này là 8-90kg và cao 1m74 thì anh em muốn thấp hơn thì anh em đôn vào cái dây này cao 1m7 ấy. Nếu mà anh em muốn cao 1m7 đến 1m74 thì đôn bằng cái dây này thôi. Chứ còn mà nói mà 1m6 xuống 1m7 là không có được nha. Cho em dòm sơ cái quần này. Đấy, quần của nó rất là đỉnh nha. Quần ấm, cực kỳ ấm luôn. Và lại quần yếm. Cái dây kéo này anh em, màu xanh lưu. À, cái con này là màu xanh rêu. Chỗ này có dính chắc trắng một chút này. Không hiểu là trắng trắng này là cái giống gì. Ở ngay cái cổ chân nó dơ đất này em. Dơ đất này. Qua bên này giá có 700.000 thôi. Nhanh tay nha. Có 700.000, không phải là cái quần Philop này, quần yếm này mà có giá 700.000 đâu. Nó là thuộc về cái dòng của thằng Trực Thăng chất vải và tất tật tật của thằng Trực Thăng luôn á. Chỗ này nó dơ một chút này em. Dơ nha. Dơ đất ở dưới lai nữa này. Không có rất lũng, chỉ có dơ thôi. Giá có 700 mã 45. Cái con này em nói thiệt, không cần mua nhắm mắt, không cần coi, nhắm mắt chốt vẫn được. Nhắm mắt mà chốt không cần coi nha. Ở đây nó dơ này. Nó chỉ dơ mềm mình giặt thôi, không có sao hết. Mùa đông cực kỳ ấm và với điều kiện là anh em là bụng 100 nhá. Bụng 100 anh em ạ, 100 trở lên mới vừa. 100 là 8-90kg đó, dơ này. Dơ này. Rồi, dơ nha, anh em để cái vết dơ giùm em nha. Dơ đất thôi, về giặt xử lý. Em bán 700.000 mở hàng đầu lai giùm em mã 45. Mã 45. Tiếp một con Philop tàu hàm. Con này là mùa đông của lính Mỹ. Ở trong này là có lót nỉ cực kỳ ấm, size large, X-large. Con này size X-large. Chất vải kháng lửa. Áo này là có chất vải kháng lửa nha. Ủa con này sao ở trong này nó níu níu vậy ta? Em thấy cái vai sao mà nó níu níu cái vai này nè. Phải. Con này có vai co giãn này. Vai của nó là 59 gần 60. 59 gần 60. Dài áo là 70. 70 thừa lưa trên bên 7 phải không ạ? Cái phần vê cổ này ấm lắm nha. 1.4 triệu giờ bán cho anh em 1.2 triệu mã 46. Đấy, con này là nó có gỡ một cái tem này, hai cái tem ở bên ngực, có cái vết kim đâm thôi, à, không có lủng rách mà có cái vết kim đâm thôi. Bo vẫn còn ngon.
Ông Tây này vẫn còn ngon lành, nhưng mà chỗ này này, chỗ này là lớp len nó tua anh em, nó tua trên này xuống này, bị cái gì chặt trong nó tua vào đây chứ không có phải là rách lũng nha. Cái lớp này anh em chỉ cần đưa dao lam anh em cào một cái nhẹ nhẹ là nó bay cái lông này đi thôi. Đằng sau đều bên này cũng đều, hai bo tay đều bị như vậy anh em, nhưng mà ngay cái bo này nó bị rách một phát này. Bo này anh em muốn khắc phục thì anh em đưa cái kim may tay lấy cái chỉ trùng màu với màu này, níu cái này lại, níu néo lại với nhau là ok, đẹp. Chỗ này em dán để báo lỗi á. Rồi 90kg anh em, 90kg 80-90 size large 80-90kg là vừa đẹp con này. Bán rẻ nha, sale 1,2 triệu, mã 46. Tiếp một con G8 này, con Philot G8 này mà anh em còn để phí nha. Nói về con G8 này thì em đã phản hồi với anh em rằng là cái vào thời tiết lạnh nhất âm độ mà năm nào em quên mất cái năm rồi, thì người ở Sapa ở vùng lạnh mà âm độ rơi tuyết á, cái năm mà quay mà tuyết rơi đó, thì anh nói tên gì quên mất tên rồi đó, anh gì ba ơi, cái chỗ cổ này nó bị dơ này. Anh mới phản hồi với em bảo rằng là em ơi, mùa đông anh chỉ có con áo này, thời tiết ở chỗ anh lạnh chỉ có con áo này mới trụ nổi mùa đông này thôi, là bao nhiêu con áo không có con nào qua được con này. Và anh bảo rằng có con nào nữa không, kiếm cho anh một con, thằng bạn anh nó đòi lấy con này, nó đòi mua mất con này của anh, cho nên anh bảo là tìm cho anh một con nữa, mà mấy năm trời có đâu, một khi nó đã ra là nó ra, mà một khi nó đã mất là không bao giờ thấy mặt nó mũi nó luôn. Nó là dòng G8 nha, Philot dòng G8 của Hải Quân, 5 triệu, giờ sale cho anh em 4,5 triệu, mã 52. Con này là size medium đây, tem còn rất là mới nha anh em, sale luôn. Nhưng mà con này thì cái bo ở trong này, bo này là một lớp để giữ nhiệt, giữ nhiệt. Áo này là áo đi tuyết của Linh Mỹ á, nhưng mà mình thì không có tuyết để đi, thì người ta lạnh tuyết là dặn lạnh lắm phải không, âm độ mới rơi được tuyết chứ. Ở trong bo nó lủng này, mình không, cái này không có khoe ngoài đâu, nó nằm lọt ở trong á, thì để cũng được mà thay cũng được. Áo thì rất là đẹp, VIP luôn, màu xanh két nha, màu xanh của Thủy Quân, của dòng G8 á, nó bị dơ một chút này anh em, để chút. Cái bo này nó bị lủng luôn này. Đây Secoview, khóa Secoview nha anh em. Em đọc cái đời cho anh em, đời 67 này. Con này là đời 67 nha. Tem rõ ràng đầy đủ luôn. Chơi con này thì khỏi phải nói với anh em. Thứ nhất là đẹp trai, thứ hai là ấm áp. Trời ơi, nó không thể tả được. Chất vải là chất vải kháng lửa này. Chất vải này kháng lửa này, đi mặc làm áo mưa đi được luôn này. Rồi ấm này, ba chức năng. Con này là 70kg thôi, 60-70kg thôi. Em 55 em bận vọn vẹn cũng được nha em. Size này lại size đẹp, size đẹp nữa nha. Rồi chốt cho em con này giá 4,5 triệu, bớt 500.000. 4,5 triệu. Mua con này được tặng cái mũ nữa mới đau chứ, mã 52. Cơ hội chỉ đến có một lần thôi nha anh em.
quà Tết thì nói chung là cuối năm mình cũng một chút gọi là để tri ân cho nhau thì thôi chứ, cho vui thì thôi chứ. Rồi tiếp cái mũ này nhá, mũ này là của áo Philop thằng tàu hạm. Anh em nào mua đội mũ không thì đội, mà còn đội cả áo thì quất nha. Tem còn rất là mới, mới keo luôn. Em bán con này 500.000 mã 50. Chơi này anh em bận không cần là bận áo đâu, chỉ cần bận cái này không là đủ đâu. Theo em nghĩ như vậy. Chờ áo thì mình ai có áo thì chơi, không có thì thôi. Mình chỉ cần kéo con áo này, cái mũ này lên là thấy đã hết biết mùa đông rồi. Ấm nghịt luôn, ấm mà không thể tả vào đâu được. Ngoài anh em bận một con áo khoác gì ở ngoài nữa là che. Trời ơi, di vu cuộc đời, đi tới đâu cũng được, thích làm gì thì làm. Ấm nghịt, mua cho ba mình một cái đi anh em. Trời lạnh con có hiếu, mua cho cha cái 500.000. Cha mẹ mình già yếu rồi, giờ không chịu nổi được mùa đông đâu. Đừng nên để cho lớp già và trẻ con nó. Ủa cái tem nó đi đâu rồi? Mới 500.000 mà nó rớt tem rồi. Cái tem nó bay. Bay mất tiêu rồi, đây đây. Anh em muốn báo hiếu thì chốt nha. Mua cho mẹ già một cái, mua cho con nhỏ cũng được. Tiếp một con áo cúc nổi này. Mấy con này là nghẹn ngào khi báo giá này. Vai 49, dài áo 77. Cái này là dành cho anh em miền Nam, miền Bắc bây giờ đang run bật bật rồi. Giờ miền Nam là phải xanh điệu chơi áo mùa hè nha. Vải búp lên cúc nổi ba tem. Nói tới búp lên ba tem, túi chéo cúc nổi là phải có ba cái tem. Có ba cái tem và phải có cầu vai đai sườn. Cầu vai là phải có đai sườn cúc nổi nha. Còn hồi sáng em kêu là cái áo rần ri đó nó lủng đâu cúc của lúc này này. Không. Con này thì đồ mới, nói chung nó chỉ được 93% nữa thôi. Nhưng mà hàng chuẩn rin nha, hàng chuẩn xịn. Còn bây giờ hàng nhái thì em không biết đâu. Ở trên này nó gỡ cái tem thì có cái vết này này. Ở đằng sau lưng có một chút trắng trắng ạ. Không biết lý do gì, không biết. Trên vai cũng có một chút trắng trắng nhẹ nhẹ này. Rồi, ở ngay cái phần ngực này nó gỡ tem, nó có vết gỡ tem. 8 triệu giờ bán cho anh em 7 triệu, mã 49. Nói tóm lại là con này nó giá trị ở cái chỗ là đẳng cấp thôi. Không? Đẳng cấp và giá trị sưu tầm của một con áo cúc nổi. Bây giờ mình bỏ tiền ra mua hàng tái bản thì nó cũng phải vài ba triệu rồi. Vai của nó là 49, dài áo là 78. Nhưng mà hàng thiệt nó phải khác với hàng nhái hả không em? Bây giờ em mà sản xuất ra vải thì em cũng là thợ may, em sẽ may được ngay con áo này. Đấy gọi là nhái hay là tái. Rồi con này 6-70 kg. Quan trọng là mình bỏ tiền ra mà mình mua đúng hàng thiệt, hàng xịn. Màu xanh ô liu đẹp nha em. Form vào nó là 100 cotton. Bớt cho anh em 1 triệu luôn. Và giá này là giá chót nha, không còn giá nào nữa hết đối với một con cúc nổi này. 7 triệu mã 49. Tiếp một con áo tàu hàm chất vải kaki. Con này mùa hè nó có mùa bán mùa đông và bán mùa hè nhé. Nói chung mùa đông nó còn bận được mùa hè luôn. Vai bộ 54 năm, dài áo là 64 54 năm. Anh em nhìn cái tà nha, cái bo này nó bót quá cho nên nó thót lên, nó hót lên này, nó bót. 1.7 triệu em bán sale cho anh em 1.9 triệu. 1.9 triệu em sale xuống cho anh em 1.7 triệu mã 48.
chứ vải cơ kia đều. Con này chỉ bung chỉ có chút ở đây thôi, và ở sau lưng nó có một chút trắng trắng này này, về giặt cái là nó hết à. Bo còn rất là đẹp nhá. Nói về bo này, ở dưới nách nó bị trổ bút chỉ ra một chút xíu à. Cái này đưa kim tay khâu một cái là xong, có gì đâu. Cái này gọi là bung chỉ mà. Rồi hết. Con này là salad, salad mùa đông, bán mùa đông nha. Em đo lại cái vai và chiều dài này. Vai của nó là 54, dài áo là 66, 65, 66. 66 thì anh em mình tự tin thì trên mét 7, còn hỏng thì dưới mét 7. Tùy em, bo còn rất là bót này. Con này là 7 đến 80 kg. Cái dây kéo của nó là một lớp đồng xi đen. Đồng này là đồng khối nha. Rồi áo con đẹp. Chốt cho em, áo này nói về đồ mới của nó thì khỏi phải bàn luôn. Mới và đẹp màu xanh mới lưu nữa chứ. Chất vải kaki sale, chốt mã 48 à. Tiếp một cái quần float. Con này quần yếm mùa đông cực kỳ ấm, của thằng Arifort anh em. Dòng G8 luôn này. Nó là size 34, 34 là medium. Bụng của nó là 92. Anh em có thể đơn về được 86, 88. Dài quần là 110. Nhưng mà quần 110 anh em bẩn nó không tuột đâu nha. Nó nằm ở ngay cái ống quần chân này. Còn cái len của nó kiểu nó cũng bị giãn rồi, có nghĩa là bị giặt rồi, bị giặt ống quần đấy nhé. Từ trên này xuống, ở trên này Anifor này, chỗ này nó có dơ một chút này, nó có dơ á, dơ trắng trắng nha anh em. Anh em nhìn này, nó nhạt màu hơn chỗ này một chút nha. Dơ gì thì em chả biết rồi, chỉ thấy trắng trắng là báo thôi. Qua bên này đều, chỗ này nó dơ một chút này, dơ đây một chút này. Rồi qua bên này từ trên này xuống đều, ở dưới này cũng có dơ một chút đất nhẹ nhẹ. Bo nha anh em, bo nói tóm lại là bo này nó bay bang bo. Chỗ này có phải đứt không, có một lỗ nhỏ nhỏ đây, nó cũng bị lỗ mà nhỏ nhỏ này. Nói chung là con này có nhiều cái lỗ lâm tâm nhỏ nhỏ thôi. Bo này bên trong này rách rồi này, bên trong á, còn bên ngoài anh em, bo này nó giặt giặt nhưng mà vẫn tha hồ trời, tha hồ anh em trời. Rồi hết nha. Qua nắp cúc này có bị dơ một chút này. Hết một cái quần này, ở trên này, trên dây thắt lưng nó còn dập chữ luôn á. Rồi, ai ngưng con này chốt cho em, 1,5 triệu, mã 10-47, 1,9 triệu, giờ sale xuống 1,5 triệu. Ok ha, cực kỳ ấm luôn. Có con này không ai vớt cho em cái ha. Con này là một con Philips L2B, quá đỉnh nhưng mà nó nhỏ chút ép à. Ai mua mà cho người nhỏ nhỏ nhá. Cái ve cổ của nó thì nó trần như thế này này. Tức là ve cổ này là nó to lên tầm 4 phân. Mà không hiểu sao nó gấp vào nó trần nhỏ lại như thế này. Đấy, ok nha. Còn con áo này chỉ dài ngắn lắm. Dài áo chỉ có 49 à. Em 1m58 nhưng mà con này, con này là vừa cầu vai luôn nhá. Màu xanh ngọc đẹp lắm. Từ trên này xuống thì đều đẹp, bo cũng đều đẹp. Nó là tàu form rất là đẹp, đỉnh luôn. Nhưng mà con này còn có ngòi đây này. Bán rẻ cho anh em một con Philips L2B này. L2B là 4-5 triệu mà giờ bán con này 700.000. Trên cầu vai của nó là nó cắt cái cầu vai, còn cái cúc ok nha. Con này nó ngắn quá, ai vừa là được rẻ. Con này cực kỳ rẻ luôn. Hả? Dây kẹo hả? Ở đây nó bị dơ nữa này em.
Còn cái dây kéo của nó, con này bẩn hai mặt luôn. Dây kéo này bẩn hai mặt luôn. Nhưng mà dây kéo này nó răng rụng rồi, không có xài được nữa nha. Răng rụng rồi. Em bẩn vào cho anh em dòm này. Con này có cao 1m58 thì em bẩn anh em dòm nghe có được không nha. Quá nó lòi ba chỉ em cái là tiêu đời em này. Thấy không? Em cao có 1m58 thôi. Nhưng mà bẩn con này là nó hot tít trên trời ấy. Thì anh em nào 1m50, 1m50 gì mới được. 1m50 bằng con Lucky, bằng cái con ngọc đồ lính ấy, là được. Nó nghe nó chửi chứ. Đâu, em bỏ áo vô thùng mà nó nằm hót trên trên cầm lưng em luôn này. Nó lòi luôn thấy không? Nhưng mà rất là đẹp. Đó là những cái form của thằng L2B nó tự nó tạo cho mình. Còn dây kéo là phải thay bởi vì nó bị hư dây kéo. Nhưng mà áo này nhảy lên 70 kg, 60-70 kg luôn á. Rất là đẹp. Chơi con L2B là rất là đẳng cấp nha. Anh em biết MA1 nó là 3,5 triệu. Mà cái thằng L2B của nó là rất là đắt. Vậy mà cái dây kéo này nó không rít rít luôn này. Vậy mà con này bán 700.000. 900.000 bán 700.000 mã 54. Vậy anh em thay cái dây khóa đi. Thay dây kéo đi, rất là đẹp. Bẩn vào em nói thiệt anh em như đắp mềm bon cho lây vậy ạ. Trời thời tiết nóng hay là trời tiết lạnh nhiều vậy bẩn vào nó mềm mại và nó mát rượi trong con người mình, như kiểu mình mang một cái tủ lạnh trong người mình ấy. Đấy, đấy là cái cảm giác của L2B nha. Anh em nào chưa được thưởng thức L2B nên thưởng thức. Thực ra em nói thiệt, bẩn L2B không bao giờ bẩn được MA1. Nó cũng lót cam đúng không, nhưng không phải đâu, nó khác hẳn luôn chất cỡ đó. 700.000. Tiếp một con tàu hàm. Con này mùa đông nha anh em. Tàu hàm mùa đông nha. Vai của nó là 60. Dài áo là 68. 68 thì thường đưa anh em trên 1m7 phải không ạ? Còn anh em mà không tự tin nữa thì dưới 1m7. Rồi, con này 2 triệu, bán sale 1 triệu 7 này. Con này mùa đông nhá. Nó đổ lông rồi đó. Đây còn có một cái tem zin này 500 nghìn nữa nè. Quá chất luôn. Đều. Cái dòng tàu hàm này là chất vải kháng lửa nha anh em. Chất vải kháng lửa nha. Một củ khoa đồng đen xi. Xi đen. Con này sẽ lắc 80 đến 90 kg. 80 đến 90 kg. Con này anh em nào ưng chốt giùm em giá sale nha. 93%. 2 triệu mà sale xuống có triệu triệu 7 à. Mã 53. Ui cho là mẹ ơi, con này thì nó ấm quá trời luôn. Có cái tem này mất 500 nghìn mà từ cái tem ra anh em thấy cái áo còn có 1 triệu 2, 1 triệu 3. Không, còn 3 triệu rưỡi đó. Tiếp một con pilot của Hải quân, con này chất vải cơ ki nha anh em. Chất vải cơ ki à, con này là dây kéo đổ rồi. À, dây kéo của nó chứ, dây kéo rin của nó. Nhưng mà nó mất cái tay cầm này, giờ chỉ có đưa tay móc thôi. Đưa tay móc lên chứ nó không có kéo, không có cái móc, không có đổ được móc nữa nha. Còn lót ở trong cực kỳ ấm luôn. Nói về này, thằng này là chất vải cơ ki, còn cái thằng mà chất vải mà kháng lửa mà của thằng L2B của thằng G8 mà nó lại chất ni lông ở ngoài cho nên là càng không xuyên qua được khí 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 hậu thời tiết lạnh, không thể xuyên qua được. Còn con này chất kaki nó cũng ấm nhưng mà nó cũng xuyên qua được. Con này là vai 47, dài áo 71, 47 71.
2,4 triệu mã 51. Con này nó bị dính một chút dơ nhẹ đây. Con này mới mà. Mới mà nó bị ấy thôi. Bo còn ngon lành cành đào nhá. Ở trên này nó bị dơ một chút này. Dơ một chút, dơ chút đất nhẹ nhẹ thôi. Hai bên vai vậy nha anh em, bên vai này bị luôn này. Rồi, bo ngon lành cành đào. Ở đây nó lủng rách một chút này. Con này chắc em phải bớt cho anh em một phát nữa này. Con này là 3-4 triệu một con mới đẹp, đủ mới. Con này cao mà nó rách một chút đây. Wow, con này 70kg cũng không chui lọt luôn. Chỉ được 60-65 thôi. Con áo hải quân này giờ em sẽ bớt cho anh em 200.000 nữa nha. Bán 2,2 triệu mà 51. Con này là 2,4 triệu. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em qua ngày kế tiếp. Mình chỉ bon chen ngày vài ngày nữa thôi anh em ạ. Gần hết cuối năm rồi. Mình bon chen nha. 2,2 triệu mã 51. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại. Em chào.